Kẻ phản diện của bóng đá châu Phi nhưng là người hùng của Uruguay. Luis Suarez, một trong những ngôi sao bị underrated nhất của bóng đá thế giới, chiến binh thầm lặng của đội tuyển Nam Mỹ, ngày hôm nay đã chính thức nói lời chia tay với sự nghiệp bóng đá quốc tế. Hàng loạt các nhà báo uy tín mới đây đã chính thức lên tiếng xác nhận tiền đạo Luis Suarez đã quyết định trận đấu với Paraguay tại vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào ngày 6 tháng 9 tới đây sẽ là lần cuối cùng anh khoác áo đội tuyển. Cụ thể, tại cuộc họp báo trước trận đấu, ngôi sao 37 tuổi chia sẻ trong niềm xúc động dâng tràn: "Đó sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi trong màu áo Uruguay, khép lại quãng thời gian 17 năm cống hiến với tất cả sự đam mê và lòng khao khát chinh phục những đỉnh cao. Đó không phải là quyết định dễ dàng, tôi đã suy nghĩ và phân tích rất lâu để tin rằng đây là thời điểm thích hợp để giã từ. Chắc chắn tôi sẽ cống hiến hết mình cho trận đấu cuối cùng của sự nghiệp trong màu áo tuyển quốc gia." Với tuyên bố chia tay đội tuyển, Luis Suarez đã kết thúc luôn sự nghiệp thi đấu quốc tế lừng lẫy. Với 142 lần khoác áo La Celeste, ghi tổng cộng 69 bàn thắng, một kỷ lục chắc phải mất nhiều năm mới có thể bị các hậu bối vượt qua. Được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà bóng đá Uruguay từng sản sinh ra, Luis Suarez lần đầu được triệu tập vào đội tuyển quốc gia vào tháng 2 năm 2007, góp công quan trọng trong chiến thắng 3-1 trước Colombia. Chỉ 3 năm sau, chân sút này trở thành nhân tố chủ chốt của La Celeste khi đá chính hầu hết các trận đấu của tuyển Uruguay tại World Cup 2010. Suarez gia nhập danh sách huyền thoại gồm 38 cầu thủ từng chơi ở 4 kỳ World Cup trở lên, với 4 lần tham dự các kỳ World Cup 2010, 2014, 2018 và 2022. Anh xứng đáng sánh vai cùng các tên tuổi lớn của làng túc cầu thế giới như Pele, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Miroslav Klose. Thành danh nhưng tai tiếng của cầu thủ đầy cá tính như Luis Suarez cũng không ít. Anh từng bị loại khỏi World Cup 2014 với án cấm thi đấu 4 tháng do cắn Giorgio Chiellini của tuyển Ý. Pha cắn yêu đầy tai tiếng này đã khiến cho cộng đồng mạng ngày ấy đặt cho anh biệt danh là su thỏ. Chẳng những vậy, Suarez cũng bị điểm mặt là một trong nhân vật phản diện ở World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi khi dùng tay phá bóng ngay trên vạch vôi khung thành trận gặp Ghana. Luis Suarez nhận thẻ đỏ rời sân với pha cứu thua tai tiếng này, nhưng trên chấm 11m sau đó, Azamoa của Ghana lại sút hỏng, đành ôm hận nhìn Uruguay giành tấm vé đi tiếp vào bán kết sau loạt sút luân lưu. Tình huống bóng năm ấy đã hình thành nên một trong những mối thâm thù lớn nhất lịch sử bóng đá cho tới tận ngày nay. Cả đất nước Ghana vẫn luôn coi anh là kẻ thù không đội trời chung. Họ đã có cơ hội để trở thành đại diện đầu tiên của châu Phi thời điểm ấy, được tiến vào trận bán kết của một kỳ World Cup. Nhưng rồi đôi tay của Suarez đã cướp đi tất cả. Nhưng chẳng sao cả, với người dân Uruguay, anh vẫn luôn là người hùng bất diệt. Họ luôn tự hào về anh, bởi lẽ trong giai đoạn hoàng kim của Argentina và Brazil, Suarez vẫn biết cách gánh vác đội tuyển quê nhà lên ngôi tại Copa America 2011. Đó là mùa giải thành công nhất của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia Uruguay, khi anh dẫn dắt La Celeste giành chức vô địch Copa America, còn bản thân anh được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải với 4 bàn thắng. Sẽ không còn lâu nữa cho đến ngày ngôi sao 37 tuổi giã từ sân cỏ, bởi hiện tại anh đã rời xa bóng đá đỉnh cao để sang MLS chơi bóng cùng người đồng đội thân thiết Lionel Messi. Thật tiếc khi một thế hệ lẫy lừng của bóng đá thế giới đang dần rơi rụng vì dòng chảy của thời gian. Thế nên hãy tận hưởng thứ bóng đá mà họ mang lại khi còn có thể.